Đây là buông tróc đúng không? Anh tưới nè. Phân biệt nha. Đây. Đây là tại sao anh thấy cây này này bị xì nè. Ha. À, phi tốp mà dân nó nói là bị cái này là bị sâu đục thân này, không phải. Cái này là bị phi tốp. Chẳng qua đó đôi khi chúng ta bẻ nó thấy con sâu là chẳng qua là cái con bướm nó có cơ hội thôi. Nè anh coi này, cái cây này cây hồi đó nó bệnh mình cứu nó nè. Đó, để mình chứng minh một điều là chỉ có những cây yếu thì nó mới bị thôi. Đây nó sâu đục thân, nó là phi tốp. À, em coi xuống cái gốc cho coi nè. Cái cây này cây gần chết rồi mà. Đây, cái gốc này, cái này 3 tháng là thôi. Vườn này làm được 3 tháng rồi không anh? 3 tháng rồi đó. Nè, thấy không? Rồi chúng ta bước qua cái cây bên đây. Chúng ta thấy nè, nếu sâu đục thân, tại sao nó không tới cái cây khỏe này nè, cho nó ngon nè. Đó. Chúng ta thấy cái cây khỏe nè. À, cái đó. Anh là mới làm 3 tháng với em thôi, bước vào mùa nắng thôi, chứ nếu đúng ra là không có một cái vết mồng hóng đây. Nó càng không có vết đen chừng nào thì nội sinh của cây càng cao chừng đó, không có bọ xít mũi. Người ta là bọ xít mũi ghê lắm, nhưng mà của mình là sau 3 tháng rồi là không có bọ xít mũi. Đúng không? Nhưng mà trong cái đoạn đầu chưa được 3 tháng thì bữa trước anh có gọi điện là bọ xít mũi này kia. Kệ. Không có bị đâu, đâu bị xì đâu. Toàn vườn chúng ta thấy là không có bị xì, chứ khó là không có bị xì. Dạ. Đó. Trong giai đoạn này là cứ cắt nước cho nó. Rất là khỏe, cái vườn này rất là khỏe. À, nhưng mà mấy cây này nè. Đây nè anh tưới nè. Đây nè, phân hóa mầm hoa như vậy là thành công rồi nè. Tuấn chỉ cho nha, nè. Như thế nào là thành công nè. Anh tưới lắng nghe cho này nè. Chúng ta nhìn cái búp này nè. Bắt đầu nó nở. Thì chúng ta đã phân coi như phân hóa thành công. Nếu cái cây này nó chưa mất nước, chúng ta chưa có tưới, mà nếu nó bị mất nước, em sẽ quay cái chỗ bị mất nước, tức là nhìn cái lá nó bị mất nước, thì chúng ta phải theo nước nó, phải theo nước nó để duy trì sự sống thôi, tưới ít thôi. Nếu vùng này không có mưa trái mùa giống như đất nông thì chúng ta nên làm cho nó muộn. Em nói ví dụ như cây đây, nếu anh theo nước sớm thì nó nở sớm, mà nó nở sớm thì bơ nó không có giá, tại vì bơ nó phải gần tới Tết Dương lịch chừng nào thì nó cần có giá chừng đó, hoặc gần tới Noel. Nhưng mấy cây này thì nông dân là lo là tại sao cây kia đã phân hóa rồi mà cây này không phân hóa. Nhưng mà thật sự là nếu mà cái người mà biết làm bơ là ta rất là mừng, tại vì nó muộn, nó ra muộn, đúng không? Nó ra muộn thì nó sẽ chín muộn, mà nó chín muộn thì nó lại có giá. Rồi còn mấy cây này bị suy cái rễ thì nó mới phân hóa mầm hoa thôi. Đó là trước thôi, đó như vậy. Không được cắt cái ngọn này nha. Nhiều người cắt cái ngọn này là không đúng nè. Em sao không biết tại sao có lý thuyết đâu á. Tự nhiên cách đây sau mưa dầm á, mọi người cứ đè cái ngọn này đi cắt. Trong khi cái ngọn á anh, cái ngọn là cái nơi mà nó sẽ làm cho trái lại to. Cái cành cấp này nè, trái nó không to đâu, cái ngọn chính nó mới to. Em quay vấn đề này nè. Đây nè. Ngọn chính đây nè. Thì sau này nó bông nó mới khỏe, đậu nhiều. Còn ấy là cái cành phụ, trái nó không to đâu, tại vì dinh dưỡng tập trung vào cành chính mà. Mà em thấy sao mà có một số người cứ cách đây 2 tháng cứ đè cái ngọn này cắt, là em không hiểu được cái ý của người ta là như thế nào. À, không có bọ xít mũi rồi, ok, không có tỉa. Cây này bữa trước anh tỉa cành trong thân đúng không? À, nhưng mà cây này sẽ em nói anh ngưng lại đúng không? Liên tâm một điều là gì, người ta mới nói rằng là phải tỉa để cho ánh nắng vào để nó quang hợp, không phải. Tại vì sắp tới mình cắt á, mình cắt mình hãm nước á, thì trước khi nó các cái lá dưới này nó khô rụng hết nè, nó chỉ còn được cái khúc ngọn này thôi. À, bơ bút nha, không phải giống bơ hạt đâu nha, nó phải giữ được một khúc ngọn lá này. Còn bơ hạt là rụng trùi lũi không còn cái bông nào, nhưng mà bơ bút mà làm đó là thất bại. Anh yên tâm là sắp tới hãm nước thì tự động những cái lá trong này nó sẽ rụng đi, và cây nó rất là nắng. Sau Tết là cây nó rất là nắng, nên người ta cứ sợ là phải tỉa cho nó thông thoáng vào, và người ta làm nội sinh cây nó không cao, nên người ta sợ nắm niết của mình là làm cái xi là da nó sáng trưng nè. Nè chúng ta thấy nè, không có bọ xít mũi nào hết đó ha. Đó, lâu nay anh có xịt cái gì không? Ba tháng này không xịt cái gì đâu. Không xịt gì đúng không? Nó thấy chưa, hôm nọ là hồi xưa là cứ xịt, trời em nói anh cứ mỗi lần cái cơi đọt này là phải xịt. Nói chung là từ đợt làm xịt. Là không xịt đúng rồi. Có là loại thế. Thoát khỏi cái thứ bảo vệ thực vật. Bảo là bỏ đợt đấy mà bây giờ lại bỏ tiếp hay là sao? Dạ không, riêng những cây suy thôi. À, cây những cây suy, bỏ. Những cây bệnh nặng thôi. Là mình theo cái đạm tôm và hữu cơ thôi.
còn còn si là bón định kỳ cho nó nha, là như vậy chứ không thôi mấy cây sớm thì mua rồi ấy là